Vâng, em chào anh. Em test bàn giao cái đôi tép này, là đôi tép mà khuyết này, V kép mà 3195A này, với đôi bát V kép mà 3 1343D này cho anh khách ở Nghệ An. Anh đã lấy cái đôi bát chung với cả đôi tép này nhá. Đấy. Những cái đôi này thì nó là vừa làm bát ở trong dòng loa mini, mình ghép vào các cái thùng loa to thì mình có thể làm loa chung cũng được, vì giải chung của nó rất là tốt. Đấy. Mình ghép vào các cái phân tần chung thì nó sẽ loại các cái giải bát thì và giải tép thì nó chỉ giữ lại giải chung thôi, thì những con này làm nó chung rất là phê luôn. Đấy. Con này đường kính của nó là 14.5 nhé. Cái đấy em đo trước cho anh rồi. Đấy. Giờ em chủ yếu em test cái tiếng lên cho anh đây, là xem nó có tiếng lên thì bình thường không thôi. Đấy, nhé. Để bàn giao cho anh nhé. Dưới này có nó nằm M9497 này. Xong một chiếc nhá. Chiếc này nữa đây. Đấy, thì tiếp đây là hai cái tép này. Đấy, cứ phải cho nhỏ chỉ xuống lá xong em mới đừng tính lên được. Đây tép này. Đấy, cái tép này chưa tuy chưa có phân tần đâu nhưng mà anh có thể thấy là cái giải tiếng tép nó sẽ nhiều hơn giải chung đúng không? Mặc dù không có phân tần nhé. Ok nha. Con này thì nó là đi 3195A này. Mã là con D3105 này. À cái này đây này. Mã là M39497 này. Được chưa? Ok nhé, em thử cho anh thấy tất cả các loa đều lên tiếng nhé. 3195A. Mã ở dưới này là N3114 nhé. Ok chưa? Bốn chiếc đều lên tiếng nhé. Thì đấy là bốn cái của anh ở Nghệ An nhé. Anh đã lấy hàng. Vâng. Anh Trinh, Nghệ An.
Ok, xin chào anh và xin gặp lại anh ở những cái video tiếp theo bên này.